tổng hợp những chúa hề ngoài đời thực bị camera bắt ngay tại trận. Đang đi dạo trên phố thì gặp phải ông chú ăn xin, nhưng mà nhìn mặt thì rất là gian. Á à, à. Ôi có sông quê, ba cái đồ yêu này mà lừa được anh à? Tiền thì anh có đấy, nhưng nhiều để cho chú thì anh không có à nha. Dẹp đi mà làm người. Sau bữa tiệc ai cũng ăn uống no say, ngồi nghỉ nói chuyện, nhưng cặp đôi này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vẫn rất nhiệt tình gắp đồ bỏ túi để mang về. Sao phải lén lút thế nhỉ? Cứ tự nhiên đi. Em quay chơi thôi chứ có bóc phốt gì đâu mà. Ông tuy già nhưng vẫn rất thích tự sướng, làm vài kiểu ảnh úp Facebook cái nào. Nhưng thứ ông quan tâm lúc này lại là chiếc giò phía sau. Ông zoom ra zoom vào để ngắm cái thành quả của mình vừa mới chụp lén được. Như vậy là không được đâu ở nha. Bà ở nhà mà bà coi được cái video này là bà buồn lắm đấy. Màn lấy xe phải nói là tốc biến mà cực kỳ là tinh tế. Hai cô gái đang ngồi tâm sự trên chiếc xe thì ngớ cả người, cứ tưởng là mình gặp phải biến thái rồi cơ. Chàng trai làm vậy là cơ hội lắm đó nha. Mẹ em của mẹ đâu rồi nhở? Mami, con đây này. Ư, à. Ôi là trời, mẹ có bỏ đói con đâu mà chui hẳn vào đây ăn vụng cơm nguội hả con? Nhìn vừa thương lại vừa hài, khổ thật sự. Một cuộc chạy đua đầy căng go và kịch tính giữa chó và người. Phần này bị chó cắn là toang. Ui ui, rớt đài rồi kìa, chạy mau. Đúng là không có nỗi sợ gì bằng sợ chó cả anh em ạ. Tìm mọi cách thoát thân, băng qua hàng rào như là phim hành động. Đây là vợ tôi mỗi lần đi lựa quả. Phải gõ tới gõ lui, muốn nát trái dưa hấu nhà người ta thì mới chọn được. Và đây là thành quả này. Siêu phẩm, dưa hấu ngon ngọt, mát lạnh mời bạn ăn nha. Khiếp thật đấy, vỗ quả nào quả đấy nghe bịch 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 bịch. Mà sao bổ ra nó lạ thế nhỉ? Anh chồng chán chả muốn nói. Nhân lúc giáo viên ra ngoài, cậu học trò này đã lấy luôn cái tu sách tái hiện lại điệu bộ có 102 của cô giáo. Mà không hề biết rằng cô đang đứng phía sau em kìa. Rồi xong, môn này là không dành cho em rồi. Đừng hỏi vì sao cứ phải thi đi thi lại nhá. Toàn tài lanh không à. Từ đằng xa cô gái này đã nhắm được mục tiêu. Từ từ áp sát và bắt đầu thực hiện phi vụ trộm đồ. Thank you.
Ôi giời ơi, mày đặt diễn đấy chứ. Vơ thì vơ cả luôn đi, có ai nhìn thấy đâu mà. Ở đây có mỗi chiếc camera thôi chứ có gì đâu. Cô giáo giả vờ lật đổ hết bàn ghế, xáo trộn hết cả lớp học để xem các trò sẽ phản ứng ra sao. Giỏi quá trời ơi, bé nào cũng có ý thức dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ đâu vào đấy. Quá là nở mày nở mặt rồi. Dạo này măng cụt hot quá nên thành ra lên giá. Thế là mấy tên trộm bắt đầu rục rịch đi kiếm mồi ngon. Chà chà, ngon ăn vậy, nhìn đâu có dễ đâu. Sao? Phi xe kiểu gì mà ngã dập ba cái mông, sổ mang cụt cũng văng tung tóe. Đúng là đồng bọn làm việc tiêm gốc chán thật đấy. Thôi thôi đừng có mà đổ lỗi, doanh nghiệp cả đấy trời ơi, luật hoa quả không có chừa một ai đâu. Đây đây, sau khi xem xong những video trên thì các bạn có thấy tinh thần phấn chấn tràn đầy năng lượng hơn chưa nào? Và chuyên mục cuối cùng chính là review nhẹ nhàng tình cảm. Tung cái váy lại thì sau khi cùng mình xem qua hàng hà sa số những sự cố xấu hổ muốn đỡ thở, những khoảnh khắc hài hước muốn bể cả cái bụng và cả những tình huống húp hồn con trồn. Có khiến các bạn cười thả ga là thoải mái chưa? Nếu chưa đủ độ thì yên tâm, cứ nhấn ngay đăng ký kênh và theo dõi các video tiếp theo. Vũ trụ hài sẽ đưa bạn bay cao, bay xa, bay đến nơi chỉ có tiếng cười và niềm vui thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!